Huyền Nhung xin kính chào quý khán giả đến với tin chiến sự của kênh 60 giây tinh hoa. Mở đầu bản tin là video cho thấy lực lượng phòng không Ukraine đã kích hoạt để ngăn chặn một đợt tấn công bằng drone Shahed của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv và các khu vực lân cận. Theo báo cáo, nhiều drone đã bị bắn hạ, với phần lớn hoạt động phòng thủ diễn ra ở Kyiv và các vùng khác như Kirovohrad và Cherkasy. Ngoài ra, Ukraine cũng đã sử dụng biện pháp chiến tranh điện tử để làm mất điều khiển một số drone của Nga. Hệ thống phòng không Skynet của Đức được triển khai tại Kyiv để đối phó với UAV Kamikaze của Nga. Skynet sử dụng đạn 35 ly Ahead có khả năng lập trình tiên tiến, giúp tạo ra một loạt các mảnh vỡ nhắm chính xác vào mục tiêu trên không. Đạn Ahead được thiết kế đặc biệt để chống lại các UAV nhỏ và nhanh, với tầm bắn hiệu quả lên tới 4.000 m và tốc độ bắn 1.000 viên mỗi phút. Tiếp đến là video cho thấy quân đội Ukraine đã triển khai các vị trí chiến đấu được trang bị súng máy Maxim. Dù có thiết kế từ thời Thế chiến I, Maxim vẫn được sử dụng nhờ độ bền cao, khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, tốc độ bắn ổn định, đáp ứng tốt cho chiến thuật phòng thủ. Còn đây là công tác chiến đấu của chiếc Leopard 2A4 thuộc lữ đoàn 33 của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận phía đông. Đội xe tăng đang đẩy bộ binh Nga ra khỏi các vị trí họ đang chiếm giữ. Video cho thấy, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào một xe bọc thép của Nga. Cú tấn công trực diện tạo ra vụ nổ mạnh, khiến chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công các vị trí ẩn nấp của Nga. Trong một video chiến sự, một binh sĩ Ukraine ném lựu đạn vào vị trí phòng thủ của Nga. Ngay sau khi quả lựu đạn phát nổ, một lính Nga bị thương nặng, đau đớn thét lớn vì trúng đạn và sức ép từ vụ nổ. Що, Бетмен? Є? Є? Trong video, lính dù thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 95 của lực lượng vũ trang Ukraine đã thành công trong việc tiêu diệt một nhóm lính Nga từ lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của Nga tại vùng Kursk. Video ghi lại cho thấy 7 lính Nga đã bị tiêu diệt trong khi đang thực hiện nhiệm vụ giải mìn trên các tuyến đường tiến quân của các đơn vị Ukraine. Xe bọc thép từ lữ đoàn cơ giới số 47 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phối hợp cùng bộ binh tiểu đoàn tấn công số 33 đã thực hiện một cuộc tấn công thành công. Chiến dịch diễn ra dưới sự yểm trợ của hỏa lực chính xác từ lữ đoàn pháo binh số 21, thể hiện sự phối hợp chiến thuật ăn ý giữa các đơn vị.
Video được quay lại từ body cam cho thấy binh lính Ukraine đang di tản đồng đội khỏi vòng vây của Nga tại thị trấn Selidov, vùng Donetsk, bằng xe bọc thép Kozak 7 dưới hỏa lực dữ dội của đối phương. Trong lúc di chuyển, một người lính Ukraine đã nổ súng từ khẩu súng trường tấn công, yểm trợ cho quá trình thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Video cho thấy các drone cảm tử của Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào lực lượng bộ binh Nga, gây thiệt hại đáng kể về quân số. Những thiết bị này cho phép Ukraine tấn công nhanh, hiệu quả từ xa, tạo áp lực lớn lên phòng tuyến đối phương và làm giảm khả năng tập trung lực lượng của Nga trên chiến trường. Lực lượng an ninh Ukraine, SBU, đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào nhiều thiết bị quân sự của Nga. Trong số các mục tiêu bị phá hủy có hệ thống phòng không OSA, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, drone và các trang thiết bị khác. Những cuộc tấn công này cho thấy khả năng tác chiến hiệu quả của SBU, gây thiệt hại nặng nề cho Nga trên chiến trường. Trong video, lực lượng vũ trang Ukraine thuộc đơn vị Red Team tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự tại vùng Kursk, bao gồm xe quân sự, xe bộ binh và xe máy. Những cuộc tấn công này nhằm gây thiệt hại cho khả năng di chuyển và chiến đấu của quân đội Nga, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của Ukraine trong cuộc xung đột này. Video cho thấy Ukraine thử nghiệm tác động của đạn nhiệt áp FPV lên bong ke bê tông.
Tại khu vực Kursk của Nga, Ukraine đã sử dụng drone để tấn công các phương tiện và binh sĩ Nga, gây thiệt hại nặng nề. Video cho thấy cảnh khẩu pháo Nga, có thể là D-30, gặp sự cố nghiêm trọng khi một quả đạn pháo của Triều Tiên phát nổ ngay trong nòng, khiến khẩu pháo hư hỏng thảm khốc. Nếu đây là sự việc phản ánh chất lượng của hỗ trợ mà Tổng thống Putin nhận được từ Kim Jong-un, thì tình hình ở tiền tuyến có thể sẽ còn gặp thêm nhiều sự cố tương tự. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của các lô đạn pháo từ Triều Tiên trong chiến dịch quân sự của Nga. Не повезло. Cập nhật về việc chuyển giao xe chiến đấu bộ binh Lynx cho Ukraine, Tổng Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger xác nhận rằng lô xe Lynx đầu tiên sẽ bao gồm 10 chiếc và quá trình chuyển giao sẽ bắt đầu trong năm nay. Dù Ukraine đã bày tỏ nhu cầu lên đến 3.000 xe, tuy nhiên, ông Papperger cho biết hiện vẫn chưa có quyết định về các đợt chuyển giao bổ sung. Đây là con đường dài 14 km, được biết đến như một con đường tử thần, hiện đang là mục tiêu bắn phá của quân đội Ukraine. Tại đây, nhiều thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy, tạo thành một nghĩa địa cho những phương tiện trị giá hàng chục triệu đô la. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc hạm đội Thái Bình Dương của lực lượng vũ trang Nga đã chịu tổn thất lớn nhất trong khu vực này. Công tác chính sát trên không của Lữ đoàn tấn công không quân riêng biệt số 82 tiếp tục giám sát tình hình, góp phần vào những nỗ lực tác chiến của Ukraine trong khu vực.
Video cho thấy, vào mùa mưa, nhiều hầm trú ẩn gặp tình trạng ngập, và đây là một ví dụ từ phía Nga. Nước đang tràn vào bên trong, gây khó khăn cho việc sử dụng và bảo vệ các thiết bị, cũng như ảnh hưởng đến sự an toàn của những người trú ẩn bên trong. Đây là lực lượng đặc nhiệm SOF, được huấn luyện bài bản nhất mà Chechnya có thể cung cấp. Tuy nhiên, họ đang gặp khó khăn do thiếu các phương tiện cần thiết để sơ tán lính bị thương. Ползал тут по лесополке. Сам бы его заметил. Проводим эвакуацию. Vai trò chính của BMP là vận chuyển bộ binh và cung cấp hỏa lực hỗ trợ. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng phát sinh khi loại xe bọc thép nhẹ này chứa đạn nổ mạnh SI-100Li cùng với thuốc súng, nằm sát kíp lái và binh lính. Điều này biến chiếc xe thành bẫy chết người nếu giáp bị xuyên thủng, khiến đạn phát nổ ngay bên trong. Đáng tiếc, những vụ nổ tức thời của BMP-3 và BMD-4M cùng với cái chết của toàn bộ binh lính bên trong là sự cố thường xuyên xảy ra, phản ánh hạn chế thiết kế nghiêm trọng của các phương tiện này trên chiến trường. Kết thúc bản tin là video cho thấy quân đội Ukraine từ lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 95 đã tiêu diệt các nhóm tấn công của lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 155 và đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Nga. Kadyrys cũng bị bắt ở khu vực Kursk. Tôi sẽ làm điều đó. Cảm ơn lữ đoàn 95 đã sơ cứu y tế và giúp mọi người giữ mạng sống. Các nhóm Akhmat Sali đã bị tiêu diệt trong các hoạt động răn đe đang diễn ra của lữ đoàn 95. Những chiến binh đã cố gắng tham gia và chỉ chờ cơ hội. Họ đã được cung cấp sự hỗ trợ chống lực lượng tấn công. Tất cả những người khác đã thiệt mạng.